មនុស្សពីរនាក់ស្លាប់ចំណែកឯ16នាក់រងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលហឹង្សាមួយរវាងអ្នកកម្មសាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋឧត្តរកាហានភាគខាងជើងឥណ្ឌាប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាអ្នករបស់ជនរងគ្រោះស្លាប់នៅក្នុងបាតុកម្មដែលហឹង្សាដោយរថយន្តបង្កឡើងដោយអ្នកកម្មសាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមានប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកដែលរងរបួសដោយសារតែការគប់
bên kia bị khả lỡ, ở bên xâm đại cơ bạc có, đại mất bằng ổng đại. Các bạn cho mục nạc nhiệt đã hẳn xa rồi viên bà lý, hai nông bắt tạc có Islam này gạt lần nâng mười ngày khả rối, đại là anh nhà thô cơ rộng nực nông rật ưu thạc cả hắn. Bên kia ở vị bằng phán xa là rít mực nóng, hai nâng về hế Islam, nực nông hạt phò thạ chia dùm nó, đại xong là đòi khẩn miên cả xâm an anh nhà bị anh nhà thô. Xong đập xã cùng Islam, ní cư chỉ cả thua tục mục mần anh mùi tiết bỏ anh nhà thôn đế từ lơ nhạc căn sát nạ Islam. សម្រាប់ជាថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់រុនយារ៉ាម៉ន់តេនឌីអានម៉ារិនប្រាមូឌីដែលជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូយ៉ាងជោគជ័យសម្លេងធានទីឲ្យសាសនាឌូជាសាសនាកំពូលរបស់ឥណ្ឌានោះគឺមានការតែច្រើនឡើងច្រើនឡើងតាំងតែពីលោកនិនរ៉ានុមូឌីចូលកាន់តំណែងជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2014គឺហិណ្ឌូជានិយមកាន់តែបានដៃបង្រិទ្ធនីយការប្រឆាំងនឹងបំផ្លាញទីតាំងសាសនាជាច្រើនរបស់ប្រជាជនអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសឥណ្ឌា ហាកាប៉ាតុងកេតណេតថ្ងៃសុក្រនេះផ្ទាល់កាត់ឡើងគឺនៅតែប្រមាណសប្តាហ៍ក្រោយដែលលោកជារដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាមូឌីបានបើកសម្ពោធទីសក្ការៈបូជាដោយជំរងចម្រាស់មួយនៅក្នុងទីក្រុងអយុធ្យាជំរងចម្រាស់ពីព្រោះវិហេនឌូមួយនេះសាងសង់នៅលើទីតាំងដែលធ្លាប់មានវិហេអ៊ីស្លាមសតវត្សទី16ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូវិបំផ្លាញនៅឆ្នាំ1996កាលនោះការវិបំផ្លាញវិហេអ៊ីស្លាមបានបណ្តាលឲ្យ
Islam. Nên địa đã mình phải thiết chân xa rộp chiêng mùi bọn bùn rồi lì nè. Nhà căn sát xa Islam mình trò màn tuy rồi đọc lì nè. Công phong tế rôn nơi khăn ca phải khá lái tuổi bà rõm bì ảnh ạc của bà phù kì. Khi nạp bê đà cả bà chết chết căn tài kia khách chết cho mực đó nơi khai mê xa khá mục. Ông bà hẳn xá, cả thua tức bộ mình nên hơi nâng cả đất bằng phản tập xâm bắt. Tí tăng cổ rụp bồi chia rồi bà nhà căn sát xa Islam cứ mình căn tài khăn đáng cho anh lợi nâng địa. Nếu trong khai mạc ra còn lòng tử, anh nhà thôn địa bàn bên khi ở bằng phán về hệ xa mùa tiếp trong nạp trăm mùi rồi chứ nắm, nơi khả nông tiết rộng New Delhi, nơi khả nông lệ thạ. Vì hệ xa mùa nụ, cứ sắp nơi đào khó chấp nơi khả nông ưu truyền thiệt. Trong này, anh nơi rồi thì nếu một bài vĩnh, anh nhà thôn bàn tình bên khi ở bằng phán hàng tùm nâng chỉ trang tầng lãnh, rồi bàn nhạc cảm sát xa Islam, nơi khả rao tùm nên cặp tù âm phương hồng xa đặc nế, rồi viên nhạc cảm sát xa Hindu hay nâng nhạc cảm sát xa Islam, đôi xa tay về hiên đủ đôi chùm rung chùm rắc nơi ạ chút chìa. Nước nông vật ưu thác cả hẳn, nếu muốn mình bắt cảm tổ vào bằng nhạc cảm sát xa Islam nơi thay sốt ní, phía tàn tấn cứ chấp cản lãng tăng tay vì khai phút, nơi bê đợi anh nhà thô bàn anu mạch bắp, đồng rớt ở kỳ anu vật khóm rập về ní chung mức bắp Islam, nước nông rương lên nhá, cả rịp áp biểu bia rưu gọc cạp tế mô đất nước nông trong nóm nhạc cảm sát xa Islam. Sau bạc nhạc cảm sát xa Islam, bản tính nó bởi trang tổ vào khóng, vì phút bố kê yô thả việc cứ chấp cả bắp bó là khóng đó sức hay nâng cả anu vật bắp sát xa Islam.